Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Khi sở hữu một lô đất nền ở khu dân cư với một diện tích khá khiêm tốn, thì để giải quyết nhu cầu về cái công năng sử dụng và cái nâng cái diện tích sàn để đáp ứng nhu cầu sử dụng công năng, thì bà con mình sẽ quyết định lựa chọn cái phương án là nâng tầng, phải không các bạn? Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái nhà phố một trệt một lầu ở khu dân cư. Mẫu nhà phố này rất là đơn giản các bạn, được thiết kế là một trệt một lầu, ba phòng ngủ các bạn, không có quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp, nhưng mà nó vẫn tốt nên nó một vẻ rất là gần gũi và rất là bình dân. Và mình sẽ giới thiệu cái mẫu nhà này đến cho mọi người trong cái video ngày hôm nay. Với cái chiều rộng là 4,5m, chiều dài là 17m các bạn, còn cái phản sân trước là 3m. Nhà này việc lưu thông gió và ánh sáng đến từ cái phản sân trước 3m và cái phần phản sân sau là 1m. Các bạn đang quan sát đến chính là cái mặt tiền của mẫu nhà phố này, có thể nói là rất là đơn giản, phải không các bạn? Sử dụng cái tông màu trắng kết hợp với màu xanh rất là hài hòa. Bây giờ xin mời các bạn cùng mình tham quan cái nhà phố này nha các bạn. Cái cửa bốn cánh thì được thiết kế đó chính là cái cửa sắt sơn tĩnh điện, kính trà lá hẹ 8 ly. Còn ở phía trước đó chính là cái phản sân rộng 3m, được gia chủ khéo léo là làm cái hàng rào và cái cổng rào bằng thép hợp cho cái sân này. Cái vị trí mình đang tiến vào trong đây đó chính là cái phòng khách này rộng khoảng 5m, được ốp gạch cao lên 1m5, gạch ốp là 30-60 nha các bạn. Trần thì được đóng trần thạch cao dựng một cấp. Cái tông màu của cái gia chủ này đó chính là tông màu xanh, làm tông màu nhẫn. Nhà phố 2 tầng này cũng đang trong cái thời gian hoàn thiện và hứa hẹn rằng sau khi hoàn thiện xong đó là sẽ khoác lên một chiếc áo mới rất là khang trang ở khu vực dân cư này. Hiện tại thì mấy anh thợ bên điện nước và sơ bê cũng đang nhanh chóng hoàn thành những cái công tác còn lại để giao nhà cho gia chủ vào ở. Ở tầng trệt thì được thiết kế một phòng ngủ nha các bạn. Cái phòng ngủ này rộng khoảng 4m, và nối tiếp theo phòng ngủ là cái khu vực bếp và nhà vệ sinh, được đặt ở phía cuối của nhà này. Và phía cuối của cái nhà này có một cái cửa sổ rất là to để giúp cho việc lưu thông gió và ánh sáng đến từ cái phía sau. Cái vị trí phòng ngủ và cái khu vực bếp thì được đóng trần khung xương tỏi 6 tấc vuông nha các bạn. Về cái phần bếp thì cũng rất là đơn giản, đổ đan và ốp gạch giả đá. Cái khu vực bếp của phía sau này nó rất là rộng thoáng các bạn, nhờ cái phần cái cửa sổ lớn này giúp cho việc lưu thông gió và ánh sáng nó được tốt. Cái vị trí mình đang tiến vào trong đây đó chính là cái nhà vệ sinh các bạn. Cái cửa thì cửa nhôm pano màu trắng, còn gạch thì cũng được ốp cao lên 1m8. Từ cái viên gạch chỉ trở lên đó thì sơn màu xanh nước biển rất là dễ chịu, và cái màu sắc thì nó rất là hài hòa. Và bây giờ mình sẽ tiến lên cái cầu thang để đi lên cái tầng 1 nha các bạn. Cầu thang thì cũng được thiết kế rất là đơn giản. Mặt và bậc cầu thang thì được ốp gạch giả đá, tay vịn thì bằng thép hợp sơn tĩnh điện. Ở cái vị trí tầng 1 thì được thiết kế là hai cái phòng ngủ và một cái phòng khách rộng khoảng 5m ở phía trước. Cái vị trí mình đang đứng đây là cái phòng khách ở trên tầng 1 nè các bạn, rất là rộng thoáng, và mình nhìn ra cái phần cái khoảng ban công ở phía trước, giúp cho cái view nhìn của ngôi nhà này nó trở nên đẹp hơn, lưu thông gió và ánh sáng tại cái vị trí này được tốt hơn. Ban công thì rộng 1m nha các bạn. Cái lan can thì làm bằng thép hợp, hoa văn, sắt thép, mỹ nghệ, sơn màu đen rất là đẹp. Gạch lát thì 60-60 các bạn, màu trắng vân mây, màu kem các bạn. Nhìn tổng thể cái việc phối màu của cái nhà này nó rất là hài hòa, và mình cũng cảm thấy rất là thích gia chủ này phối màu
màu trắng kết hợp với màu xanh rất là dễ chịu. Cái lối đi chung thì rộng 1m2 các bạn. Mình cũng chia sẻ thêm một phần nữa thì cái lối đi chung này nó phải rộng từ 1m cho đến 1m2 thì cái việc lưu thông đi lại nó sẽ thuận lợi hơn nha các bạn. Và theo như mình tìm hiểu được biết thì anh Thầu ảnh nhận nhân công của nhà phố này là 1.300.000 một mét vuông nha các bạn. Và hoàn thiện luôn gồm có giá vật liệu và nhân công của một cái nhà phố như thế này thì nó dao động khoảng 4.8 cho đến 5 triệu tùy theo mà mình sử dụng cái vật liệu cao cấp hay là bình dân. Cái vị trí mình đang đứng đây là cái phần cái ban công trên tầng 1 nè các bạn. Từ cái vị trí ban công này nó phóng một cái view nhìn rất là rộng và gió thì nó sẽ chè ngập ở cái khu vực này, nó rất là mát mẻ luôn các bạn. Và vào những cái buổi chiều thì mình đứng tại cái vị trí ban công này để thư giãn thì rất là thoải mái. Cái điểm mà mình thích ở cái ngôi nhà này đó chính là cái việc lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt, sử dụng và phối màu sắc rất là hài hòa. Tuy đơn giản không quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp nhưng mà cái hiệu ứng của nó lên cũng rất là đẹp. Và khi có dịp đi ngang cái ngôi nhà này đấy thì nó thu hút du khách bởi cái việc phối màu sắc cũng giống như là cái view nhìn rộng thoáng đến từ cái ngôi nhà này. Và trong video này mình cũng xin lưu ý là đối với những cái mẫu nhà xây dựng ở khu dân cư thì bà con mình cũng nên chú ý tới phần lưu thông gió và ánh sáng đến từ cái phần rộng rãi khoảng sân trước, sân sau cũng giống như là giếng trời để giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên thông thoáng hơn. Nếu bỏ qua cái phần này thì khi xây dựng cái ngôi nhà của mình thì nó sẽ trở nên rất là tối và bức bí và mình sẽ cảm thấy rất là tiếc. Ở nhiều video trước thì mình cũng có đề cập tới cái vấn đề này và trong cái video nhà phố này mình cũng xin đề cập lại. Cái màu sắc ở nhà này phối là theo cái màu phong thủy nha các bạn. Gia chủ cũng rất là khéo léo chọn cái tông màu xanh này. Với những cái màu xanh này thì nó rất là hài hòa, nó rất là nhẹ nhàng luôn các bạn. Và theo như mình tìm hiểu được biết thì gia chủ chia sẻ thì tổng hoàn thiện cái ngôi nhà này là nó hơn 700 triệu các bạn. Xây dựng được một cái ngôi nhà phố 2 tầng như thế này đó chính là cái niềm mơ ước của rất là nhiều bà con mình là phải không các bạn. Đó chính là cả một gia tài, cả một niềm mơ ước và cả cuộc đời mới xây dựng được một ngôi nhà. Bạn đang quan sát đó chính là cái view mặt bên của nhà phố 2 tầng này. Cái tông màu chính đó chính là cái tông màu xanh nhạt, còn cái tông màu nhấn đó chính là màu xanh đậm. Nếu như mà gia chủ mình cái màu mà theo phong thủy. Hy vọng thông qua cái video mà mình đã chia sẻ nhà phố 2 tầng ở khu dân cư gửi đến bạn con cô chú bác và anh chị có thêm sự lựa chọn và sự tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Video của mình đến đây là xin kết thúc và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.